xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay kênh Giã Sử Việt xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ tiểu thuyết audio lịch sử Điện Biên Phủ, Điểm Hẹn Lịch Sử. Tác giả Võ Nguyên Giáp, chương 4, quyết định khó khăn nhất. Phần 1, buổi chiều, đi tiếp vào sở chỉ huy. Xe chạy trên con đường mới sửa, cây cối, lau lách hai bên đã phát quang. Các cua đều mở rộng, không còn những ổ trâu, ổ gà, những suối lớn, nhỏ đều được xếp đá ngầm hoặc bắt cầu gỗ khá chắc chắn. Mặt cầu là những cây gỗ to, buộc néo với nhau bằng đầy rừng. Không thể nghĩ đây lại là loại vật liệu có thể thay thế cho những chiếc đinh cầu. Đến cây số 15 đường Tuần Giáo, Điện Biên Phủ, xe rẽ vào thẩm púa, nơi đặt sở chỉ huy. Vùng này có suối, thác và nhiều núi đá, thoạt nhìn giống như quảng uyên, cao bằng. Không khí sở chỉ huy rất nhộn nhịp, cán bộ tham mưa tấp nập chuẩn bị bản đồ, sa bản tôi gặp lại các anh Lê Liêm, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, anh Đặng Kim Giang, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp, những người đã đi trước một tháng. Trong cuộc hội ý đảng ủy mặt trận, đúng như lời anh Thái, ý kiến những là cần đánh ngay trong lúc địch chưa tăng thêm quân và củng cố công sự, có khả năng giành chiến thắng trong vài ngày đêm. Dự kiến với tinh thần mở đường thắng lợi của bộ đội và dân công như hiện nay, khoảng 5 ngày nữa, có thể làm xong đường đưa pháo vào trận địa tôi gặp một số cán bộ tìm hiểu thêm tình hình ai nấy đều tỏ ra hân hoan với chủ trương đánh nhanh chóng nhanh mọi người cho rằng nếu không đánh sớm địch tăng cường công sự tập đoàn cứ điểm sẽ trở nên quá mạnh và cũng lo chiến dịch kéo dài sẽ khó giải quyết vấn đề tiếp tế trên tuyến đường từ hậu phương ra mặt trận quá xa địch còn đánh phá quyết liệt hơn tôi thấy cần gặp trưởng đoàn cố vấn quân sự của bạn hy vọng sẽ có sự đồng tình lựa chọn phương án đánh nhanh chóng nhanh là quá mạo hiểm tôi hỏi đồng chí nghĩ gì về ý kiến của bộ phận chuẩn bị chiến trường đồng chí vi quốc thanh nói đã gặp đồng chí mai gia sinh và những chuyên gia cùng đi với cán bộ việt nam các chuyên gia và các đồng chí việt nam đều nhất trí là cần đánh sớm có nhiều khả năng giành chiến thắng tôi trình bày những suy nghĩ của mình với so sánh lực lượng giữa ta và địch trên chiến trường không thể huy động toàn bộ sức mạnh của ta tiêu diệt tập đoàn cứ điểm trong thời gian một vài ngày đồng chí vi cân nhắc rồi nói nếu không đánh sớm nay mai địch tăng thêm quân và củng cố công sự thì cuối cùng sẽ không còn điều kiện công kích quân địch tôi vẫn cho rằng đánh nhanh không thể giành thắng lợi nhưng chưa có đủ cơ sở thực tế để bác bỏ phương án các đồng chí đi trước đã lựa chọn cũng không còn thời gian báo cáo xin ý kiến bộ chính trị tôi đồng ý triệu tập hội nghị triển khai kế hoạch chiến đấu tôi nói với đồng chí nguyễn văn hiếu tránh văn phòng của bộ sự cân nhắc của mình dặn theo dõi tình hình nghiên cứu suy nghĩ thêm và chỉ được trao đổi riêng với mình về vấn đề này. Tôi chỉ thị cho đồng chí Cao Pha, Cục Phó Cục 2, điều tra thật cẩn thận những vị trí trên cánh đồng hướng Tây, nơi được coi là sơ hở ta sẽ dùng mũi chọc sâu đánh vào, và yêu cầu phải báo cáo hàng ngày những hiện tượng như tăng quân, củng cố công sự của địch. Ngày 14 tháng 1 năm 1954, mệnh lệnh chiến đấu được phổ biến trên một sao bàn lớn tại hang thẩm Púa. Cán bộ cao cấp, trưng cấp các đại đoàn tham gia chiến đấu đều có mặt. Những tư lệnh, Chính ủy đại đoàn Vương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn, Lê Quảng Ba, Đào Văn Trường, Nam Long, Quang Trung, Cao Văn Khánh, Chu Huy Mân, Trần Độ, Phạm Ngọc Mậu và nhiều cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn đã cùng chiến đấu qua rất nhiều chiến dịch. Nhiệm vụ chọc sâu giao cho đại đoàn 308, đại đoàn chủ lực đầu tiên của bộ. 308 sẽ đánh vào tập đoàn cứ điểm từ hướng Tây, xuyên qua những vị trí nằm trên cánh đồng, thọc thẳng tới sở chỉ huy của Đờ Cát các đại đoàn 812, 316 nhận nhiệm vụ đột kích vào hướng đông nơi có những cao điểm trọng yếu. Dự kiến trận đánh sẽ diễn ra trong 2 ngày 3 đêm. Trước mật tập trung toàn bộ lực lượng bộ đội hoàn thành đường kéo pháo và đưa pháo vào trận địa giá chiến. NGHC thông báo số lượng pháo 105 sử dụng trong trận này, nhiều người trầm trồ. Khi phổ biến quyết tâm chiến đấu để chuẩn bị phần nào tư tưởng cho cán bộ, tôi nói: "Hiện nay địch chưa có triệu chứng thay đổi lớn. Chúng ta cần ra sức nắm vững địch tình, để một khi địch có thay đổi thì kịp thời xử trí. Trước mỗi trận đánh, tôi thường khuyến khích cán bộ nói hết khó khăn, để cùng bàn cách khắc phục. Nhưng lần này, các đơn vị đều hăng hái nhận nhiệm vụ. Chỉ có những người hỏi cho rõ hơn, không một ai thắc mắc gì. Sau này, tôi mới biết có những đồng chí chỉ huy cảm thấy nhiệm vụ quá nặng, lo phải đột phá liên tiếp, trận đánh kéo dài, không giải quyết được thương binh và tiếp tế đạn dược nhưng trước không khí hào hùng trao nhiệm vụ không ai dám nói những băn khoăn của mình một số nhà văn nhà báo những nước anh em cũng theo bộ đội đi chiến dịch vì thời gian chuẩn bị kéo dài đã tới lúc họ phải trở về nữa một buổi tối anh lê liêm đế nghị tôi gặp bạn trước khi ra về cơ quan chính chỉ căng một chiếc dù hoa chiến lợi phẩm bên dòng suối lấp lánh ánh trăng làm nơi tiếp khách nhà văn ba lan nói thiên nhiên của các đồng chí đẹp quá khung cảnh thật là thanh bình lúc này không có tiếng đại bác dưới ánh trăng những mỏm núi đá nhấp nhô mờ ảo tôi nói tôi cũng thấy phong cảnh ở đây rất đẹp tôi không phải nhà thơ nhưng cảm thấy cảnh này thật nên thơ chúng tôi lại sắp chiến đấu chính là để cho khắp đất nước đêm nào cũng đẹp như đêm nay đồng chí nhà báo tiệp khác nhận xét quân đội của các đồng chí thật là tôi không thấy có sự cách biệt nào giữa vị tướng với người lính rồi anh kể lại sáng hôm nay khi lội dọc suối vào sở chỉ huy đã nhìn thấy đồng chí Tổng Tham Mưu Phó nhường ngựa cho một chiến sĩ đau chân, sách giày trong tay, cùng lội suối với mọi người. Quân đội chúng tôi như vậy, quan hệ giữa chúng tôi trước hết là quan hệ giữa những người đồng chí, những người bạn chiến đấu. Cuối buổi gặp, đồng chí nhà văn Ba Lan hỏi bằng một giọng vừa lưu luyến vừa băn khoăn, các đồng chí sắp đi chiến đấu, còn chúng tôi thì sắp lên đường trở về nước. Tôi muốn đề nghị đồng chí Tổng Tư lệnh cho biết, sau đây chúng tôi sẽ nhận được tin gì về Điện Biên Phủ. Tôi trả lời, hoặc là các đồng chí sẽ không nhận được tin tức gì về Điện Biên Phủ, nhưng sẽ được tin chiến thắng của chúng tôi trên nhiều chiến trường khoe, hoặc là các đồng chí sẽ được tin chiến thắng ở Điện Biên Phủ, khi đó sẽ là một chiến thắng rất to. Sở chỉ huy chiến dịch từ cây số 15 chuyển vào một khu rừng ngang cây số 62 gần bản nạ tấu. Các đồng chí trong bộ chỉ huy và đảng ủy mặt trận chia nhau đi kiểm tra và đôn đốc chuẩn bị chiến đấu. Với quyết định đánh nhanh, vấn đề là thời gian chậm một ngày tập đoàn cứ điểm lại rắn thêm và địch có thể tăng quân. Trường 4 quyết định khó khăn nhất. Phần 2 Khó khăn lớn lúc này là đưa được pháo vào trận địa. Khi tất cả các khẩu pháo ở yên trong vị trí và sẵn sàng nhả đạn, trận đánh mới có thể bắt đầu. Chúng ta quyết định dành cho kẻ địch 2.000 trái pháo 105 ly trong trận mở màn. Khi nghe phổ biến điều này, cán bộ hết sức phấn khởi coi như sẽ có một tiếng sét giáng xuống đầu quân địch hơn bốn chục vị trí nam trong ba phân khu của tập đoàn cứ điểm cũng như các trận địa pháo đã xuất hiện đầy đủ trên sơ đồ vé tay của cơ quan tham mưu chiến dịch chúng ta chỉ mới kiếm được loại bản đồ cũ tỷ lệ một phần một trăm chấm không 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 thiếu rất nhiều chi tiết trong một tháng mở đường thắng lợi bộ đội ta và thanh niên sung phong đã làm nên một việc thần kỳ con đường tuần giáo, điện biên phủ, dài 82 km, trước đây chỉ rộng 1 mét đã được mở rộng và sửa sang cho xe kéo pháo vào cách điện biên 15 km. Từ đây, các khẩu pháo sẽ được kéo bằng tay vào những trận địa trên quãng đường dài 15 km. Đường kéo pháo rộng 3 m chạy từ cửa rừng Nà Nham qua đỉnh pha sông cao 1.150 m xuống bản tấu, đường điện biên phủ, Lai Châu, tới bản nghéo, mở mới hoàn toàn. Để bảo đảm bí mật, nó phải được ngụy trang toàn bộ, không cho máy bay trinh sát phát hiện. Thời gian làm đường dự kiến trong một ngày một đêm, ta đã giải bộ đội suốt dọc đường, làm xong trong 20 giờ. Việc tiếp theo là đưa liệu pháo và cao xạ pháo vào vị trí bắn. Nhiệm vụ được trao cho Đại đoàn 351 và Đại đoàn 312, dự kiến hoàn thành trong 3 đêm. Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định thành lập Bộ Chỉ huy Kéo Pháo do đồng chí Lê Trọng Tấn, tư lệnh 312, làm chỉ huy trưởng, đống phí Phạm Ngọc Mậu, chính ủy 351, làm chính ủy, đồng thời cử đồng chí Đỗ Đức Kiên, trưởng ban tác chiến chiến dịch và một số cán bộ tham mưu xuống cùng bản kế hoạch và kiểm tra đôn đốc. Khi đi thăm đường kéo pháo, tôi cảm thấy băn khoăn con đường kéo pháo khá dài, nằm trên địa hình hiểm trở, nhiều dốc cao, vực sâu. Tôi thấy rất khó đưa pháo vào trận địa đúng thời gian dự kiến, và việc tiếp đạn khi chiến đấu sẽ rất khó khăn. Sau 7 đêm, pháo vẫn chưa tới vị trí quy định. Thời gian nổ súng dự định ngày 20 tháng 1 năm 1954, phải lui lại 5 ngày. Chúng ta chưa lường hết trở ngại khi dùng sức người kéo những khối thép nặng 2 tấn qua những dốc cao 30, 40 độ có chỗ lên tới 60 độ lại bị máy bay và pháo địch cản trở. Trong những ngày qua, có những cán bộ chiến sĩ đã hy sinh để cứu pháo khỏi lăn xuống vực sâu. Trước đó, xe chỉ chuyển pháo tới cửa rừng Nà Nham để phòng vào gần hơn địch phát hiện tiếng động cơ. Bộ chỉ huy chiến dịch buộc phải có một quyết định mới cho 351 dùng xe ô tô đưa pháo vào khu vực Nà Ten. Nà Hy để giảm khoảng 3 đêm kéo pháo bằng tay Từ hội nghị thẩm phúa tới khi đưa pháo vào trận địa Đối với tôi là một thời gian rất dài Nhiều đêm thao thức Suy tinh Cân nhắc rất nhiều lần Vẫn chỉ tìm thấy rất ít yếu tố thắng lợi Tôi căn dặn các phái viên đi nậm tình hình Thấy bất cứ điều gì đáng chú ý Đều phải báo cáo kịp thời Mọi người đều phản ánh tinh thần Chuẩn bị chiến đấu rất cao của cán bộ Chiến sĩ Đại đoàn trưởng 312 Lê Trọng Tấn Nói với tôi trong quá trình chiến đấu sẽ phải đột phá liên tụ ba lần mới vào được tung thâm. Nhưng đây chỉ là sự tính toán công việc phải làm. Đại đoàn trưởng 308 Vương Thừa Vũ, đảm nhiệm mũi chọc sâu, hoàn toàn giữ im lặng. Sang ngày thứ 9, hai ngày trước khi nổ súng, đồng chí Phạm Kiệt, cục phó cục bảo vệ, theo dõi việc kéo pháo ở phía Tây, đề nghị gặp tôi qua điện thoại. Anh Kiệt nhận xét, pháo của ta đều đặt trên trận địa giá chiến, địa hình rất trống trải. Nếu bị phản pháo, hoặc máy bay đánh phá sẽ khó tránh tổn thất. Một số pháo vẫn chưa kéo được tới trận địa. Đây là người đầu tiên và cũng là duy nhất phát hiện khó khăn. Theo quy định, đồng chí Cao Pha, Cục Phó Cục 2, phản ánh tình hình địch với chỉ huy trưởng chiến dịch hàng ngày. Khi có những hiện tượng đột xuất như địch tăng quân, rút quân thì phải báo cáo ngay. Tin tức thu được từ ba nguồn, các đơn vị đang bao vây, trinh sát của bộ, tin của địch thu qua vô tuyến điện. Tôi được biết ở Mường Thanh, quân địch đã có thêm nhiều xe tăng và trên bốn chục khẩu pháo 105 và 155 ly. Ở nhiều cứ điểm, địch đã xây dựng công sự kiên cố. Tôi đặc biệt chú ý hệ thống công sự phụ, những hàng rào dây thép gai và bãi mìn địch không ngừng mở rộng mỗi ngày, có nơi đã rộng tới hơn 100 mét, thậm chí 200 mét. Ngày 24, Cục 2 báo cáo, trong ngày địch vừa tăng cường cho Điện Biên Phủ thêm một tiểu đoàn, đưa lực lượng lên tới 10 tiểu đoàn. Thực tế lúc đó địch đã có 12 tiểu đoàn, những cứ điểm phía Tây, nơi mũi trinh đại đoàn 308 sẽ đột phá, tuy không mạnh như một số cao điểm, nhưng nằm trên cánh đồng trống, bộ đội không có địa hình ẩn náu, địch dễ sử dụng xe tăng, pháo binh, máy bay và lực lượng phản kích đối phó. Đồng chí Hiếu nhận xét, công tác tư tưởng mới nhất nhiều tới quyết tâm mà ít bàn cách KHOC kh phục những khó khăn trong trận đánh. Gần ngày nổ súng, cơ quan tác chiến báo cáo, trung đoàn trưởng Hoàng Cầm ở 312 đề nghị trả lại bớt pháo vì được trao quá nhiều pháo. Đây là hiện tượng cần chú ý. Chưa bao giờ một đơn vị đột kích lại từ chối pháo phối thuộc. Tôi cảm thấy sốt ruột vì các chiến trường phối hợp chưa nổ súng. Nếu mặt trận chính nổ súng trước trong khi quân cơ động địch còn chưa phân tán nhiều, nà và có thể tập trung lực lượng đối phó ở Điện Biên Phủ. Như vậy sẽ khó khăn cho việc thực hiện ý đồ chiến lược của ta. Tôi đặc biệt băn khoăn về Liên Khu 5, lo anh Nguyễn Tránh không thuyết phục được Liên Khu Ủy đưa phần lớn chủ lực lên Tây Nguyên việc mở mặt trận Tây Nguyên không chỉ là hoạt động phối hợp với mặt trận chính, mà còn nhằm bảo vệ các TMH vùng đồng bằng Liên Khu 5. Ngày 21 tháng 1 năm 1954, tôi được tin Nava đã tung khoảng 15 tiểu đoàn mở cuộc tiến công vào Nam Phú Yên. Nava tiếp tục phân tán quân cơ động là điều có lợi cho ta, nhưng không biết Liên Khu 5 đối phó thế nào. Ngày 22, Cục trưởng tác chiến Trần Văn Quang báo cáo, Liên Khu ủy Nam Điện ra tiếp tục tiến hành kế hoạch đã định, chỉ để lại lực lượng vũ trang địa phương đối phó với cuộc tiến công tại vùng ven biển và đồng bằng, đại bộ phận chủ lực đã bắt đầu tiến lên Tây Nguyên. Trên đất bạn, mũi thọc sâu của 436 đã tiến xuống Hạ Lào, đang tích cực chuẩn bị nổ súng sớm. Nếu Tây Nguyên, Hạ Lào kịp thời đánh địch lúc này thì sẽ rất có lợi cho tình hình. Sau nhiều ngày đêm chật vật, những khẩu pháo mới xích tới gần trận địa giá chiến, Thời gian nổ súng được quyết định là 17 giờ ngày 25 tháng 1 năm 1954. Gần ngày nở, một chiến sĩ của đại đoàn 312 không may bị địch bắt. Bộ phận thông tin kỹ thuật của ta nghe địch thông báo cho nhau qua điện đài về ngày giờ tiến công của bộ đội ta. Diễn biến đầu tiên ngoài dự kiến, bộ chỉ huy chiến dịch quyết định hoãn thời gian nổ súng 24 tiếng và phân công cán bộ đi nậm lại tình hình sân sàng chiến đấu của các đơn vị. Những tài liệu của phương Tây sau này cho biết địch nắm được thời gian nổ súng của ta là do thu được một số bức điện của cơ quan cung cấp mặt trận. Tôi cảm thấy như cả tháng đã trôi qua, nhưng tính lại từ khi trao nhiệm vụ chiến đấu tới đó, chỉ mới có 11 ngày. Mỗi ngày, tôi càng nhận thấy rõ là không thể đánh nhanh được. Lời bác dặn trước lúc lên đường và nghị quyết trung ương hồi đầu năm lại văng vòng bên tai, chỉ được thắng không được bại, vì bại thì hết vốn. Đêm ngày 25 tháng 1 năm 1954, tôi không sao chợp mắt đầu đau nhức đồng chí thùy y sĩ buột lên chán tôi một nậm ngải u tôi đã hiểu vì sao mọi người đều lựa chọn phương án đánh nhanh vấn đề tiếp tế khó khăn chỉ là một lý do chúng ta không phải hoàn toàn không có cách khắc phục khó khăn này lý do chính là e thời gian chuẩn bị kéo dài địch sẽ tăng thêm quân tập đoàn cứ điểm ngày càng mạnh sẽ làm ta mất cơ hội tiêu diệt địch nhiều người cho rằng sự xuất hiện lần đầu của lựu pháo và cao xạ sẽ làm quân địch choáng váng nhưng chúng ta chỉ có vài ngàn viên đạn. Đặc biệt, mọi người đều tin vào khí thế của bộ đội khi xuất quân, tin vào sức mạnh tinh thần. Nhưng sức mạnh tinh thần cũng có những giới hạn. Không phải chỉ với sức mạnh tinh thần cao mà lúc nào cũng chiến thắng quân địch. Chúng ta cũng không thể giành chiến thắng với bất kể giá nào, vì phải giữ gìn vốn liếng cho cuộc chiến đấu lâu dài. Chương 4, quyết định khó khăn nhất. Phần 3, khi nghe anh Thái nói lần đầu ở tuần giáo về khả năng đánh nhanh thang nhanh, tôi đã cảm thấy làm như vậy là mạo hiểm từ đó đến nay tình hình địch đã thay đổi nhiễu chúng đã củng cố công sự phòng ngự không còn là trận địa giá chiến bộ đội sẽ phải tiến hành một trận công kiên vào một tập đoàn cứ điểm phòng ngự vững chắc chưa từng có ba khó khăn hiện lên rất rõ thứ nhất bộ đội chủ lực ta đến nay chỉ tiêu diệt cao nhất là tiểu đoàn địch tăng cường có công sự vững chắc ở nghĩa lộ ở nà sản chúng ta mới đánh vào vị trí tiểu đoàn dưới tiểu đoàn công sự giã chiến nằm trong tập đoàn cứ điểm vẫn có những trận không thành công bộ đội thương vong nhiều thứ hai trận này tùy ta không có máy bay xe tăng nhưng đánh hiệp đồng binh chủng bộ binh pháo binh với quy mô lớn lần đầu mà lại chưa qua diễn tập vừa qua có trung đoàn trưởng xin trả lại pháo vì không biết phối hợp thế nào thứ ba bộ đội ta từ trước tới nay mới chỉ quen tác chiến ban đêm ở những địa hình dễ ẩn náu chủ lực ta chưa có kinh nghiệm công kiên ban ngày trên trận địa bằng phang với một kẻ địch có ưu thế về máy bay, pháo binh và xe tăng. Trận đánh sẽ diễn ra trên một cánh đồng dài 15 km và rộng 6 đến 7 km. Tất cả mọi khó khăn đó đều chưa được bàn bạc kỹ và tìm cách khắc phục, nhưng giải quyết ra sao? Pháo binh đã vào vị trí, các đại đoàn đều có mặt ở tuyến xuất phát xung phong. Quyết định hoãn trận đánh một lần nữa sẽ tác động tới tinh thần bộ đội như thế nào? tôi nhận thấy phải cho các đơn vị rút khỏi trận địa để nghiên cứu một cách đánh KHOC dù bộ đội có thắc mắc. Phải chuyển từ phương án đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến nhắc. Thời gian chuẩn bị sẽ kéo dài. Ngoài công tác chuẩn bị đánh địch ở Điện Biên Phủ, bộ đội ta cần có những hoạt động tạo nên bất ngờ mới cho địch. Tôi nghĩ trước mắt sẽ điều ngay một cánh quân sang Thượng Lào thu hút quân địch về hướng này. Có thể quét sạch hành lang Điện Biên Phủ, luôn pha bang chúng mới lập ở lưu vực sông Nậm Hù và cần nhắc Liên Khu 5 triển khai nhanh chiến dịch ở Tây Nguyên. Phải họp ngay đảng ủy mặt trận. Suốt đêm tôi chỉ mong trời chóng sáng. Sáng ngày 26 tháng 1 năm 1954, văn phòng thông báo cuộc họp đảng ủy mặt trận. Trước cuộc họp, tôi bảo đồng chí Hoàng Minh Hương, trưởng đoàn phiên dịch của bộ, chuẩn bị cho tôi gặp ngay đồng chí trưởng đoàn cố vấn quân sự. Đồng chí Vi Quốc Thanh ngạc nhiên nhìn nắm ngải cứu trên trán tôi. Đồng chí ân cần hỏi thăm sức khỏe, rồi nói, trận đánh sắp bắt đầu đề nghị võ tổng cho biết tình hình tới lúc này ra sao tôi đáp đó cũng là vấn đề tôi muốn trao đổi với đồng chí trưởng đoàn qua theo dõi tình hình tôi cho rằng địch không còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự mà đã trở thành một tập đoàn cứ điểm phòng ngự kiên cố vì vậy không thể đánh theo kế hoạch đã định tôi nói tiếp ba khó khăn lớn của bộ đội rồi kết luận nếu đánh là thất bại vậy nên xử trí thế nào ý định của tôi là ra lệnh hoãn cuộc tiến công ngay chiều hôm nay thu quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại theo phương châm đánh chắc tiến chắc. Sau giây lát suy nghĩ, đồng chí Vi nói, tôi đồng ý với võ tổng, tôi sẽ làm công tác tư tưởng với các đồng chí trong đoàn cố vấn. Thời gian gấp, tôi cần họp đảng ủy để quyết định. Và đã có dự kiến cho 308 tiến về phía luông phao ban, bộc lộ lực lượng chừng nào, kéo quân địch về hướng đó, không để không gây khó khăn khi quân ta kéo pháo ra cuộc trao đổi giữa tôi với đồng chí vi diễn ra khoảng hơn nửa giờ tôi nghĩ đồng chí vi sẽ không dễ dàng thuyết phục các chuyên gia đã cho rằng chỉ có đánh nhanh thắng nhanh mới giành thắng lợi sau này tôi mới biết bộ phận đi chuẩn bị chiến dịch đã dừng lại ở nà sản nghiên cứu địa hình tìm hiểu vì sao những trận đánh mùa đông năm trước vào ngoại vi của tập đoàn cứ điểm không thành công có ý kiến vì ta chỉ đánh vào từng cứ điểm nên địch tập trung toàn bộ hỏa lực pháo máy bay lực lượng phản kích phát huy sức mạnh của cả tập đoàn cứ điểm vào từng nơi để ngăn chặn do đó cách tốt nhất là lợi dụng khi địch mới tới chưa kịp củng cố công sự tập trung toàn bộ binh lực hỏa lực từ nhiều hướng chọc sâu vào khu trung tâm phòng ngự làm phân tán sự đối phó của địch kết hợp từ trong đánh ra ngoài đánh vào tiêu diệt tập đoàn cứ điểm trong hai ba ngày đêm liên tục chiến đấu bạn gọi đây là qua tâm tạng chiến thuật chiến thuật học vào tim đoàn cán bộ đi chuẩn bị chiến trường đều đồng tình đồng chí vi quốc thanh lên sau nghe các cố vấn báo cáo thấy chủ trương đánh nhanh thang nhanh là hợp lý nhưng khi biết tình hình địch đã thay đổi người trực tiếp chỉ huy trận đánh không chấp nhận phương án đã lựa chọn thời giờ lúc này không còn nhiều đồng chí vi đã nhanh chóng quyền ý kiến khi tôi quay về sở chỉ huy cả đồng chí trong đảng ủy đã có mặt đông đủ tôi trình bày những suy nghĩ đã có từ lâu chung quanh cách đánh tập đoàn cứ điểm những thay đổi quan trọng về phía địch từ sau hội nghị thẩm vúa tới nay ta vẫn giữ vững quyết tâm tiêu diệt địch ở điện biên phủ nhưng phải thay đổi cách đánh mọi người im lặng một lúc anh lê liêm chủ nhiệm chính trị phát biểu đã động viên sâu rộng bộ đội về nhiệm vụ rồi anh em đều rất tin tưởng quyết tâm chiến đấu rất cao giờ nếu thay đổi thì giải thích cho bộ đội làm sao anh đặng kim giang chủ nhiệm cung cấp nói tôi thấy cứ giữ vững quyết tâm hậu cần chuẩn bị tới bây giờ đã khó khăn nếu không đánh ngay sau này lại càng không đánh được. Tôi nói, tinh thần bộ đội là rất quan trọng, nhưng quyết tâm phải có cơ sở. Hậu cần là điều kiện tiên quyết, nhưng cuối cùng quyết định là phải có cách đánh đúng. Đồng chí Hoàng Văn Thái nói, anh Văn cân nhắc cũng phải. Nhưng lần này ta có ưu thế về binh lực, pháo 105 và pháo cao xả xuất hiện lần đầu sẽ tạo bất ngờ lớn, lại có kinh nghiệm của bạn. Tôi thấy nếu đánh vẫn có khả năng giành thắng lợi, trao đổi một hồi chưa đi tới kết luận, cuộc họp tạm dừng một lát khi cuộc họp tiếp tục tôi nói tình hình khẩn trương cần sớm có quyết định vô luận tình hình nào chúng ta vẫn phải nắm nguyên tắc cao nhất là đánh chắc thắng trước khi tôi ra đi bác trao nhiệm vụ trận này rất quan trọng phải đánh cho thắng chắc thắng mới đánh không chắc thắng không đánh với tinh thần trách nhiệm trước bác và bộ chính trị tôi đề nghị các đồng chí trả lời câu hỏi nếu đánh có chắc thắng trăm phần trăm không anh lê liêm nói anh văn nêu câu hỏi thật khó trả lời ai dám bảo là sẽ chắc thắng trăm phần trăm anh đặng kim giang nói tiếp làm sao dám bảo đảm như vậy tôi nghĩ với trận này ta phải bảo đảm chắc thắng trăm phần trăm bấy giờ anh hoàng văn thái mới nói nếu yêu cầu chắc thắng trăm phần trăm thì khó lát sau đảng ủy đi tới nhất trí là trận đánh có thể gặp nhiều khó khăn mà ta chưa có biện pháp cụ thể để khắc phục tôi kết luận để bảo đảm nguyên tắc cao nhất là đánh chắc thắng cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chậm. Này quyết định hoãn cuộc tiến công, ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết và kéo pháo ra. Công tác chính trị bảo đảm triệt để chấp hành mệnh lệnh lui quân như mệnh lệnh chiến đấu. Hậu cần chuyển sang chuẩn bị theo phương châm mới. Sau đó, tôi phân công cho anh Hoàng Văn Thái ra lệnh cho các đơn vị bộ binh. Tôi ra lệnh cho pháo binh và trao nhiệm vụ mới cho 308. Tôi gọi điện thoại cho pháo binh tình hình địch đã thay đổi. Quyết tâm tiêu diệt Trần Đình, bí danh của Điện Biên Phủ trong chiến dịch, vẫn giữ vững. Này thay đối cách đánh. Vì vậy, ra lệnh cho các đồng chí từ 17 giờ hôm nay, kéo pháo ra khỏi trận địa, lui về địa điểm tập kết, chuẩn bị lại. Chiết để chấp hành mệnh lệnh, không giải thích. Đầu đây đằng kia, tiếng đồng chí Phạm Ngọc Mậu, chính ủy pháo binh, đáp. Rõ, xin triệt để chấp hành mệnh lệnh. 14 giờ 30 phút, mới có liên lạc điện thoại với anh Vương Thừa Vũ, tư lệnh đại đoàn 308. Chú ý nhận lệnh, tình hình thay đổi. Đại đoàn các đồng chí có nhiệm vụ hướng về Luông Pha Bang tiến quân, dọc đường gặp địch tùy điều kiện cụ thể mà tiêu diệt, giữ vững lực lượng, có lệnh trở về ngay. Giữ liên lạc vô tuyến điện, khi được hỏi mới trả lời. Rõ, anh Vũ đắt. Triệt để chấp hành mệnh lệnh. Xin chỉ thị về sử dụng binh lực như thế nào? toàn quyền quyết định từ một tiểu đoàn đến toàn đại đoàn hậu cần tự giải quyết. Đúng 4 giờ chiếu nay, xuất phát. Xin triệt để chấp hành mệnh lệnh. Đồng thời, tôi chỉ thị cho một bộ phận nhỏ, mang theo một đài vô tuyến điện, đi về phía Mộc Châu, mỗi ngày 3 lần đánh điện báo cáo. Đại đoàn 308 đã về tới, điện mật, sen đôi tiếng không dùng mật mã. Vì có những bức điện này, lúc đầu, địch tưởng 308 đang quay về đồng bằng Tình hình lúc này không cho phép dùng điện đài báo cáo với Trung ương. Ngay tối hôm đó tôi viết thư hỏa tốc đề nghị với Bộ Chính trị và báo cho chuyển sang phương châm đánh chắc tiến chắc quyết giành thắng lợi. Nhưng chiến dịch sẽ phải kéo dài, cần khắc phục những khó khăn lớn về hậu cần. Đồng chí Nguyễn Văn Dinh, một cán bộ tác chiến, được lệnh dùng chiếc xe jeep duy nhất của cơ quan tham mưa, mang thư đi gấp suốt ngày đêm về khu căn cứ. Trong ngày hôm đó, tôi đã thực hiện được một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình. Chỉ 10 năm sau, nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, một số đồng chí phụ trách các đại đoàn mới nói thực với tôi ý nghĩ của mình. Chính ủy đại đoàn công pháo Phạm Ngọc Mậu nói, khi có lệnh kéo pháo ra, đúng là được lời như cười tấm lòng. Đại đoàn trưởng 312 Lê Trọng Tấn nói, nếu không có quyết định chuyển phương châm ngày đó thì phần lớn chúng tôi sẽ không có mặt trong kháng chiến chống Mỹ. Riêng đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ nói, ở thẩm Púa, khi nghe phổ biến pháo binh của ta sẽ bắn 2.000 viên pháo 105, ai cũng trầm trổ, cho rằng quân địch sẽ tan nát. Nhưng tôi hoàn toàn không tin như vậy. Ở Tu Vũ, địch đã bắn 5.000 quả pháo mà đồn vẫn bị trung đoàn 88 tiêu diệt. 2.000 quả pháo với một tập đoàn cứ điểm rộng nhiều cây số vuông như điện biên phủ có là bao. Tôi nghĩ nếu lần đó cứ đánh nhanh giải quyết nhanh, thì cuộc kháng chiến có thể lui lại 10 năm. Thật là một bài học sâu sắc về dân chủ nội bộ. Buổi đọc hôm nay chúng tôi xin tạm dừng tại đây quý vị hãy đăng ký và like video để chúng tôi có thêm động lực để đưa ra những clip hay hơn nữa hẹn gặp